Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Tiếp đến những cuốn video chia sẻ cây cảnh tại triển lãm xã Trung Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội, được tổ chức tại chùa Pháp Lôi. Tôi gửi đến hình ảnh từ một cây phi lao. Vâng, cây phi lao buổi sáng trong cái giờ khai mạc xong các anh ra ngắm rất nhiều. Đây cũng là những cái tác phẩm tiêu biểu trong triển lãm của dịp này. Vâng, đây là cây phi lao mà tôi muốn gửi hình ảnh đầu tiên nhất trong phút mở đầu video này. Toàn bộ bệ cây phi lao nằm trên đá thấm thủy một khối. Đấy. Kết hợp với những cái viên tạo lên một cái dáng sơn thủy hữu tình rất tuyệt vời. Một cái dáng chiếu thủy đẹp như thế này. Dáng của cây dáng nghênh phong quá đẹp. Chúng ta nhìn thấy không? Rễ cây phi lao đưa xuống dưới mặt dưới của cái viên đá này tiếp nước để nuôi dưỡng cây. Còn nói về đá thấm thủy thì là cái loại đá dẫn nước rất tốt. Khi thả nước lên một cái rêu phong tạo thành những cái cảnh quá đẹp như thế này. Vâng, nét rêu phong của cây phi lao, những cái nét già qua cái năm tháng. Đẹp quá. Với cái cung của thân cây phi lao xà xuống thì ngắm cái hình ảnh này như một cái hang động. Vâng, đó là tác phẩm phi lao của Trịnh Nhân Vượng. Quá đẹp. Trời rất cô đọng. Chúng ta đến một tác phẩm cũng không kém phần đặc biệt, đó là một cụm rừng ruối với một cái nhịp cầu. Một cái nhịp cầu rất là huyền thoại, đưa từ cụm rừng bên trái sang bên phải. Vâng, một cây ruối khai thác, một thiên nhiên ban tặng cho một cái tác phẩm cũng khá là đẹp đấy. Một cái khay mỏng để tôn vinh cái cây lên rất hợp lý. Bây giờ chúng ta di chuyển đến cây ổi, một cây ổi ta đấy. Và đây là cây si. Vâng,
vào trong cái chơi chung và trong cái chơi thân của nó. Vâng, chúng ta di chuyển đến một bệ xi cũng khá là to. Chỗ lộc đẹp quá. Vâng, mời các bác chúng ta đến với một cây xanh. Cây này như hôm tôi gặp ở dưới cắt quế thì phải. Cây này là cây của thầy Phong. À, cây của mình đây à? Cây của thầy Phong. Hôm ở cái cắt quế cũng có cái cây giống này. Mới mua mà. Thầy mới lấy về đấy. Thế thì đúng rồi. Hôm ở dưới cắt quế có cây giống như này lắm. Đây là cái cây si này. Cây si đấy. Thế. Cảm ơn giờ thì tôi với anh em lên ông thì gọi xưng hô cho dễ. Vâng, thế bây giờ bác cứ đi tiếp khách đi. Vâng. Em quay cây một tí nhá. Mình quay cây nhá. Rồi rồi rồi. Vâng, ông chủ nhiệm câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật xã Trung Hòa, Chương Mỹ. Là ông Phạm Văn Khoa. Vâng, tác phẩm xanh này là của sư thầy trụ trì chùa Pháp Lôi. Thầy vừa mua đây, tôi nhìn thấy rất quen. Tôi có đặt vấn đề, tôi hỏi có phải vừa rồi cây này tôi gặp ở dưới triển lãm cắt quế. Thì các anh nói là thầy vừa mua về. Và cái cây xanh này cũng có cái cốt đẹp này. Rất gọn cây. Cây xanh của Nguyễn Quang Sơn. Nãy ra lại không nhìn thấy anh đâu, tôi lại chưa quay phía bên kia. Tí xong đây khoảng 5 phút nữa thì di chuyển sang bên kia. Và cây xanh của nhà vườn Hải Trọng. Tác phẩm xanh của Nguyễn Đình Hội. Vâng, một cái bóng cây cũng khá đẹp nhé.
Vâng, và đây là tác phẩm Duối của Vũ Văn Vinh. Cây duối khá là già, rằm quá nhiều luôn. Vâng, đây cũng là một cây duối nữa. Chủ nhân là Ngọc Thành Bonsai. Vâng, nói về làm đa này cũng rất là khó làm. Tạo được cái dăm của một cây đa thì quả là một vấn đề. Đây tôi thấy tác phẩm này các anh làm cũng rất là gọn cây rồi. Và có cái nhánh này hơi đói mất, chắc nó bỏ mất cái cành này. Chứ không thì còn cái cành này thì nó phía bên này nó đầy tán hơn. Chào anh nhé. Và đây là tác phẩm xanh này. Của Vũ Hồng Quang. Bố ta mà chỉ có tay luôn. Giờ tôi đã chỉ nghe hôm hôm cũng nhiều này trong trước rồi. Tôi đã chỉ nghe. Chúng ta thưởng thức một tác phẩm hoa giấy cũng rất là độc đáo này. Cây này là cây vọng cách à? Vâng, tôi cũng đang ngợ ngợ. Vâng, nó là vọng cách đấy các bạn. Đây này ăn gỏi tốt. Nhưng mà tại sao lá không thơm nhỉ? Lá vọng cách nó phải thơm như là tựa tựa lá sam hương. Đúng rồi, cây vọng cách. Nhưng mà cây này thấy lá nó không thơm như cây nhà mình. Nhà mình bứt cái thơm lắm. Và cây vọng cách cũng đẹp, cách điệu. Và đây là cây lộc vừng. Chủ nhân là Nguyễn Đình Đức. Và cây lộc vừng nhỏ thôi nhưng mà cũng rất là già rồi. Ôi chào anh. Nếu mà kênh là quá xem nhiều mà. Vâng, 7 giờ tối nay lên sóng nhé. Rồi. Vào Facebook Hương Sắc Đỗ Sinh được, mà YouTube kênh Hương Sắc Đỗ Sinh cũng được, cũng có. Ý quê của anh ở đâu nhỉ? Tôi quê ở trên Ba Vì anh. Vừa mới xem, vừa hôm qua xem ở trên chỗ Ba Vì quay. Cây cũng đẹp đấy. Đúng rồi. Và đây là cây duối này của Nguyễn Vui Phong. Và
khu vực này có một số những cây mili. Và chúng ta đến với cây sam hương mili này. Vâng, với thời lượng này Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video tại đây để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sách, chia sẻ hình ảnh tại câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật xã Trung Hòa, Trương Mỹ, Hà Nội.